ngày 30 tháng 6 tại ấp Kim Hòa, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, Hội Từ thiện Chùa Tường Nguyên, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đã đến khánh thành trao tặng hai cây cầu Tường Nguyên số 476 và 477. Tham dự lễ khánh thành có Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Chủ tịch Hội Từ thiện Chùa Tường Nguyên cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, nhà tài trợ, bà con nhân dân và các thành viên Hội Từ thiện Chùa Tường Nguyên. Tại điểm khánh thành và bàn giao cầu, Đại đức Thích Minh Phú cùng đại diện chính quyền địa phương, đại diện nhà tài trợ đã tiến hành cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Tường Nguyên số 476 có chiều ngang 2m8, dài 24m. Cầu Tường Nguyên 477 có chiều ngang là 2m8, dài 16m tại ấp giữa xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh do gia đình Na Thanh Trần tại Hoa Kỳ tài trợ cùng bà con nhân dân địa phương đóng góp công sức. Đại đức Thích Minh Phú gửi lời thăm hỏi đến bà con các cấp chính quyền sở tại đã ân cần đón tiếp phái đoàn, qua đó mong rằng với những chiếc cầu bê tông vững chãi được mọc lên nơi đây sẽ tiếp thêm động lực và điều kiện giao thương thật tốt để bà con phát triển kinh tế tại địa phương. Dịp này, đoàn cũng trao tặng 35 phần quà cho bà con nghèo ở địa phương. Được biết, tổng kinh phí xây dựng hai cây cầu Tường Nguyên 476 và 477 là trên 500 triệu đồng.